này hai cái máy 105 hết nha quý cô chú anh chị. 105 của Thái nè. Cái này của Thái, cái phía dưới đó cũng của Thái luôn nha quý cô chú anh chị, hai cái ha. Thì trong thời gian chờ đợi toàn dắt lúa, toàn quay máy cắt cho quý cô chú anh chị và các bạn xem chơi vui ha. Hai cái nào cũng 105 hết. Đây là cái chỗ dắt lúa tắng nha quý cô chú anh chị. Này vụ lúa mùa đông xuân 2023 quý cô chú ơi. Thì trong thời gian chờ đợi nghỉ mệt đó, toàn sẽ quay cánh ruộng lúa cho quý cô chú anh chị và các bạn xem ha. Đây chuẩn bị giác ghe này quý cô chú anh chị.